Chiều ngày 2 tháng 3, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin đối ngoại tỉnh, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, tuyên truyền một số nét nổi bật tình hình thế giới và khu vực năm 2023 và kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, kiêm phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh đến tham dự hội nghị. Tham dự hội nghị còn có hơn 200 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, sư đoàn bộ binh 5, báo cáo viên cấp tỉnh, thường trực ban chỉ đạo 35 và cán bộ tuyên giáo tham mưu công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp huyện và tương đương, các cơ quan báo chí địa phương và cán bộ giảng viên, học viên đang theo học tại trường chính trị tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu và học viên được nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 triển khai các nội dung của chuyên đề về một số nét nổi bật tình hình thế giới và khu vực năm 2023 và kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua hội nghị nhằm cung cấp những thông tin chính thống cho các đại biểu, từ đó góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ trương, đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam, Trung Quốc hiện nay.